Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì có lẽ rằng là tôi mời các bác nghe một lời tâm sự của một vị sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng rất là nổi tiếng. Đó chính là sư Thích Minh Đạo, người mà có nhiều những cái lời tán thán đối với sư Thích Minh Tuệ. Sư Thích Minh Tuệ thì cũng vừa đi khất thực sáng nay rồi. Đó. Hôm qua, hôm kia có rồi, bây giờ được đi rồi. Thì sư Minh Đạo đã có những cái nỗi khổ mà sư tâm sự ở đây. Thì chúng ta cùng nghe nhé, các bác nhé. Hôm nay đi lập biên bản nữa cũng chỉ vì nói nè. Nói Minh Tuệ làm chi? Bây giờ bị phạt hoài luôn, phạt mà mới nhục mặt luôn. Xin thưa với lại huynh đệ có mặt trong buổi pháp đàm này, không ai làm mình yên tĩnh được, chỉ mình mới làm mình yên tĩnh được. Không ai làm mình hết khổ, cũng chỉ mình làm mình hết khổ. Cái này gọi là tự giác. Dù trên cuộc đời này người ta có bạc bẽo với mình cỡ nào, thì cái việc đó mình cũng đừng bạc bẽo chính mình. Việc đó là của người ta. Có khi mình dụng tu ở kiếp trước, cho nên kiếp này mình sống ở đâu cũng gặp khó khăn. Mình làm tốt việc gì người ta cũng không công nhận. Làm tốt cả đời không ai khen, mà làm một việc sơ ý xấu người ta chửi sắp mặt. Người ta chửi đã đành, người ta còn nói cho người khác chửi mình nữa. Đi đâu cũng bị nhắc câu chuyện của mình. Mình đã bị đau lòng vì sự khờ dại, lỡ dại hoặc là thất thoát của mình rồi, mà người ta cứ khơi dậy là mình đau thêm. Mình không thể trách được. Miệng đời là như thế. Có câu nói là con gà nó ỉ không có thối, người bươi lên mới thối. Gọi là bươi lông tìm vết. Tại sao có câu nói đó? Bởi vì thế nhân là như vậy đó. Không bao giờ người ta yêu thương mình, chấp nhận mình, đồng cảm với mình thật lòng khi mình giàu hơn họ. Và họ sẽ không bao giờ bình an khi mình đẹp hơn họ, mình thành công hơn họ đâu. Có khi họ đang ngồi bên cạnh mình mà họ tủi thân, họ ganh tị, họ đang suy nghĩ họ hại mình. Cho nên có những trường hợp người càng thân thì đôi khi là càng thù. Những người mà thân với mình nhất chính là người sau này tổn hại mình nhiều nhất. Cho nên có những cái gì mà thuộc bí hiểm của cuộc đời mình á, xin thưa với Phật tử, nếu giữ kín được trọn đời thì giữ đi đừng tâm sự. Mình còn không giữ kín được bí mật của cuộc đời mình thì đừng mong rằng người khác giữ kín. Mình nói ra rồi người ta cũng có lúc lỡ lời tâm sự cái câu chuyện của mình cho người khác thôi. Con nhím á, nó có một cái nhược điểm là dưới cái rúng của nó đó, nó là đụng vô là chết, đánh nhẹ vô đó là vỡ mật chết liền. Mà nó đánh thắng các cái con vật khác là bởi vì nó có một bộ lông, nó xù lên, nó búng phát một là con cọp bu tới cũng một cái mặt rỗ luôn. Con sói á, nó rất thích ăn thịt nhím, mà lần nào cũng thất bại trước con nhím, nó búng ra tên đó. Và cuối cùng nó phát hiện ra con nhím có một nhược điểm, đó là ngay cái rúng đó, đụng vô là chết. Nhưng mà tại sao con sói phát hiện được? Tại vì con nhím nó tâm sự với con quạ, mà con quạ vốn là nhiều chuyện. Dặn nó, tao nói cho mày nghe, mày làm phước làm ơn, mày đừng có tâm sự chia sẻ với đứa khác, mày đừng kể, mày thề đi. Mày thề, mày đừng có cho ai biết đi, tao kể cho mày nghe nha. Con quạ nó thề liền á, mà cái đứa nào mà nó thề liền là đừng có kể nha. 100 cái đứa mà nó thề liền, tao thề luôn, tao không cho ai biết, là cái đứa đó là đứa đầu tiên cái nó bán mình á. Nó bán tình không có tiền, nó bán rẻ luôn á, đừng bao giờ tin. Rồi nó thề luôn, nó thề độc luôn. Mình nghe nó thề độc ra đường xe cán, nó có ra đường, nó bay trên trời mà nó ra đường xe cán gì. Nó nói tao ra đường xe cán, tao tắm suối tiên nè, tao sẽ bị chết nước. Nó bay trên trời không mà nó thề. Rồi tin, tao thật sự có một cái nhược điểm là trong cái rúng tao á, chích vô là tao bị đứt mạch, tao chết liền. Rồi con quả nó thề xong, chiều nó đứng ở trên gốc cây, nó la lên, trời ơi trời, thiệt ra
Không ngờ luôn, bà Nhiếm bà có một cái nhược điểm ý cái ruột á. Nó nói xong cái nó tự giảm gì nó ba cái, nó nói chết cha, tao lỡ lời, tao quên rồi, tao xin lỗi mày Nhiếm ơi. Rồi nó bay luôn. Con Nhiếm có biết bay không? Chạy theo chửi nó có nghe gì đâu, nó bay mất rồi. Và sau đó thì nó chết vì cái miệng của nó. Con ếch nó chết chỉ cái miệng là có thật. Đừng có kêu ụt ụt đi. Nằm trong đó mất mới gì ụt ọt hoài vậy. Nín dùm cái. Cho nên con gà nó ghét tiếng gáy, con ngựa nó ghét tiếng nói. Mình mà nói là người ta ghét thành con. Như vừa rồi thì các bác cũng đã nghe những cái lời tâm sự của sư Thích Minh Đạo. Và thật sự với các bác rằng là tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao mà cứ tán thán sư Thích Minh Tuệ thì lại bị làm biên bản một cách liên tục như thế. Và đó rõ ràng là một cái điều không nên, không nên có. Cái việc mà quan điểm của mỗi người, đó là cái việc mà có lẽ là nên tôn trọng. Và với nhiều vị ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tôi vẫn chia sẻ rằng là ở đó quá đông, cho nên là có cả chân tu, nhưng cũng có cả những sàm tăng, ma tăng nữa. Và rõ ràng sư Thích Minh Đạo là một bậc chân tu. Còn có một số người khác thì giữ những cái chức vụ cao, nhưng mà họ không làm theo những lời Đức Phật đã dạy, không có giữ giới, vân vân. Để rồi chúng ta thấy rằng là khi bị phanh phui, khi bị người dân phát hiện ra rằng là giới luật của Đức Phật là như thế, như thế, như thế, thì họ lại cho rằng là những cái thế lực ngoại đạo nào đó giáp tâm để mà phá hoại đạo Phật của Việt Nam. Thế nhưng mà không phải. Tôi nghĩ rằng là bản thân họ thì phải tự xem xét lại chính mình. Và bản thân họ phải nghĩ rằng là ai mới là người phá hoại đạo Phật ở Việt Nam. Hãy thử xem xét xem là các giới luật của Đức Phật là ra làm sao. Khi đã xuất gia rồi, khi đã là xuất gia để mà đi theo con đường tu hành rồi, thì phải thế nào? Và đối với những bậc người phàm như chúng ta thì chúng ta không biết được họ có đắc quả A-la-hán hay không, hay đắc thánh hay không, vân vân. Mà ở đây chúng ta chỉ có thể xem xét rằng là họ có giữ giới hay không. Bởi vì những người đắc quả, đắc thánh thì đương nhiên là họ phải giữ giới rồi. Họ phải giữ giới rồi. Và nếu mà họ không giữ giới, và trong đó là cái giới quan trọng nhất, thì các bác có thể tự tìm. Từ tập sự là giới sa đì cho tới là xuất gia 250 giới cho tỳ kheo nam và 348 giới cho tỳ kheo nữ, thì chúng ta cũng đều thấy được cái điều này, không cần phải bàn cãi nữa. Và thử xem rằng là họ có giữ giới hay không, Đức Phật có dạy như thế hay không. Tại sao họ không bao giờ họ lên trên mạng trong những cái bài thuyết giảng, họ dạy bà con rằng là đây này, rồi theo những kinh Phật đã dạy thì người như thế này thì là ma tăng, người như thế này thì là sàm tăng, người như thế này là người không theo lời Đức Phật đã dạy. Tất cả thứ đó thì tôi nghĩ rằng là đáng nhẽ họ phải nói cho người dân hiểu, để người dân có thể phân biệt được rằng là đâu là một bậc chân tu và đâu là một cái bậc là những kẻ gọi là kẻ giả tu, đúng không? Đâu là bậc chân tu và đâu là những kẻ giả tu. Đáng nhẽ họ phải nói cái đó. Thế nhưng mà trong rất nhiều bài thuyết giảng thì họ không nói. Các bác thấy rằng là có ai nói không? Có vị nào như là Thái Minh, vị nào như Trân Quang, vị nào như ông Từ là đã lên mạng để mà nói rằng là Đức Phật dạy rằng là như thế này thì không phải là bậc chân tu, và giới luật của Đức Phật là như thế này, và tất cả những người đi theo thì đều phải gọi rằng là giữ nghiêm, đúng không ạ? Và đây là họ luôn luôn muốn né, và khi đã né thì chứng tỏ rằng là họ đang không làm đúng. Vậy thì làm gì có kẻ ngoại đạo nào phá hoại giáo hội hay là thế nào đó đâu, mà giáo hội bị phá hoại bởi chính những kẻ bên trong như thế. Chứ còn giáo hội mà có những người như là sư Minh Đạo, người mà làm rất là nhiều việc cho xã hội, cống hiến cho xã hội, thì đâu có ai phá hoại giáo hội được đâu, đúng không? Người ta tuyệt đối tin tưởng chứ. Đôi điều chia sẻ các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.